Vui, đặc biệt là nay hình như là có kỷ lục đầu tiên của cả đoàn, chúng con đã là các nhà đến dự vui chơi rất nhiều. Hiện giờ là đã có cha Tuấn là cha thân quản nhiệm mới của cộng đoàn, có cha thân, có cha Việt ở Việt Nam mới qua thăm, và sẽ có cha Phương và cha Bình cũng đã từng ghé thăm. Có sự hiện diện của rất là nhiều cô bác và anh chị em gia đình của cả đội. Hôm nay các cháu cũng đến dự rất là vui, rất là đông đủ. Đặc biệt bữa nay em muốn thay mặt cho cả đoàn có đôi lời đặc biệt cảm ơn đến Amanda Lu. Cuối tháng khoảng giữa tháng 8 này Amanda sẽ xa gia đình và xa cộng đoàn để đi Mỹ. Em được cháu được học bổng để học bác sĩ ở bên Mỹ. Nhân dịp đó cũng cảm ơn Amanda. Amanda đã công tác phục vụ cho cả đoàn, cho cộng đoàn chúng ta ít nhất đã 5 năm rồi. Phụ đàn cho cả đoàn lớn, là một tay đàn chánh cho cả đoàn của chúa. Rồi em còn dạy giáo lý, Amanda còn dạy cho các cháu thế hệ tương lai nữa. Con hai đứa con của chị Liên, con của Hưng tương lai sẽ phụ cho em để mai đàn cho cộng đoàn. Cảm ơn con rất là nhiều và chúc con may mắn, chúc con thành công, xin Chúa ở cùng con. Và cảm ơn phụ huynh, cảm ơn anh chị em đâu ơi, dạ theo đâu rồi con đổi lời để quay lại con chiếc làm kỷ niệm và chúc tất cả vui vẻ, enjoy the sun. Và vui vẻ đây cùng nhau tranh cảnh hoạt động mà cộng đoàn cho thành tốt. Dạ xin cảm ơn.
toàn thế giới, Việt Nam mang lên chiến đấu cho đời. Tình yêu đây là kỳ giới, tình thương em về muôn nơi. Việt Nam thầy chỉ nói đi xây thành người. Mặc có cái trong giường, khen ai kéo vô ôm mây bọc mà lên phòng. Trước khi tôi